chào quý vị tới Hoàng Uyên Channel. Tôi là Hưng, giám đốc điều hành của công ty Hoàng Uyên. Công ty Hoàng Uyên chuyên kinh doanh trong lĩnh vực máy móc, thiết bị, vật tư, giải pháp và dịch vụ cho ngành gia công cơ khí chính xác, đó là gia công chi tiết và gia công khuôn mẫu. Bên cạnh kinh doanh thì chúng tôi cũng có tạo một kênh truyền thông là Hoàng Uyên Channel. Kênh truyền thông Hoàng Uyên Channel sẽ hoạt động dựa trên 4 nhóm nhiệm vụ. Thứ nhất là Technical Corner, là mang tới cho quý vị những video clip, những thông tin về công nghệ, kỹ thuật và các ứng dụng về trong gia công cơ khí chính xác bằng những video clip đơn giản, dễ hiểu và ngắn gọn. Thứ hai là review sản phẩm. Review sản phẩm giúp cho quý vị sẽ có một góc nhìn thực tế, trung thực về những sản phẩm có độ tin cậy cao, high performance có nghĩa là năng suất cao, để quý vị có thể lựa chọn phù hợp cho gia công cơ khí của mình. Và thứ ba, đó về talk show, chúng tôi tạo ra môi trường để mọi người có thể tiếp cận, có thể hiểu về nhà sản xuất cũng như khách hàng. Và cuối cùng đó là funny, để tạo được niềm vui, chẳng hạn như vào cuối tuần. Với kênh truyền thông này, chúng tôi muốn mang đến sự gắn kết giữa nhà sản xuất, chế tạo với nhà phân phối và khách hàng, nhằm tìm ra những giải pháp, dịch vụ, sản phẩm phù hợp cho gia công cơ khí của quý vị, đồng thời mang đến sự thịnh vượng và hạnh phúc. Trong buổi talk show hôm nay, chúng tôi có chủ đề đó là nâng cao năng suất và giảm chi phí. Tôi có mời tới trường quay đại diện của một hãng lớn đến từ xứ sở hoa anh đào, đó là hãng Kyocera Cutting Tool. Không để quý vị đợi lâu, chúng tôi xin giới thiệu quý vị anh Nguyễn Văn Trình, chuyên viên sale và kỹ thuật của hãng Kyocera Việt Nam. Xin chào anh tới chương trình của chúng tôi. Xin chào anh Hưng, chào tất cả mọi người. Tôi xin được giới thiệu, tôi là Trình, phụ trách kinh doanh và kỹ thuật ở công ty Kyocera Việt Nam. Đầu tiên, tôi muốn giới thiệu với mọi người về tập đoàn Kyocera. Tập đoàn Kyocera là một tập đoàn lớn của Nhật, hiện tại đang có trên 250 công ty trên toàn thế giới và sản xuất kinh doanh tất cả những cái dụng cụ máy móc văn phòng, dụng cụ gia đình, dụng cụ máy cầm tay và dụng cụ gia công cơ khí. Ở Việt Nam thì Kyocera hoạt động là dựa trên là cutting tool, đúng không? Là dụng cụ cắt cỏ. Hiện tại ở Kyocera Việt Nam có 3 công ty, là một công ty sản xuất về máy móc văn phòng ở ngoài Hải Phòng, một công ty sản xuất về semiconductor ở Hưng Yên, và hiện tại nhà máy Kyocera ngoài Hưng Yên cũng đã sản xuất giao cụ. Tôi đọc cặp ở đây là cuốn sách của Cách Sống của ông Inamori. Thì tôi đọc cuốn sách này cách đây chục năm và tôi rất thích, tại vì hình như là cái ý tưởng, cái suy nghĩ và cái nền triết học của ông Inamori, ông đi theo hướng là Phật giáo. Vâng, dạ, cũng xin thưa với anh Hưng là Inamori thì em xin được giới thiệu qua về ngài Inamori. Dr. Inamori sinh năm 1932 và anh sau khi anh thành lập công ty Kyocera năm 1959 ở lúc đó bao nhiêu tuổi anh ạ? Dạ, thưa anh, lúc đó ngài Inamori là 27 tuổi. 27 tuổi, đúng không? Vâng. 27 tuổi. Dạ. Thì khi ngài thành lập công ty này, chỉ có một số những cái người rất chừng là ít, đồng chí hướng và rất chừng là khó khăn. Tuy nhiên là nhờ cái sự nèo nái và dẫn dắt của ngài Inamori thì công ty đã phát triển rất chừng là lớn mạnh như ngày hôm nay. Đến về cái lĩnh vực gia cụ cắt gọt mà Kyocera phát triển và xây dựng lên là bắt đầu từ năm nào anh? Về cái mảng dụng cụ cắt gọt cơ khí, Kyocera bắt đầu kinh doanh từ năm 1971. Sau đó thì Kyocera mua lại công ty Unimeco của Đan Mạch năm 2011. Công ty Unimeco chuyên sản xuất tất cả những cái loại rimmer đặc biệt, chuyên dành cho cái ngành gia công cơ khí ô tô, xe máy. Đến năm 2016 thì Kyocera mua lại công ty SGS ở bên Mỹ, là một công ty chuyên sản xuất hàng solid tool, bao gồm là solid drill và solid end mill. Đến năm 2017 thì Kyocera mua tiếp công ty Senco, là một cái công ty chuyên sản xuất dụng cụ cầm tay. Vậy thì theo cái mạch này tôi mới nhớ lại câu chuyện là ông Odyssey, là để coi khi mà 2009 á thì tôi join với là hợp tác với Kyocera về phân phối tại Việt Nam, thì lúc đó là ông Osaka đúng không? Người thứ hai thì ông ODC. Thì khi một lần tôi họp về kinh doanh với ông ODC thì ông có nói rằng là một hãng giao lớn thì bao gồm họ phải có một giải rộng sản phẩm. Thứ hai thì họ phải có những sản phẩm về mang tính chuyên biệt cao. Vậy thì một hãng giao mà có hai cái hướng đó đã được một cái giao lớn. Và ông nói là Kyocera đang muốn trở thành một hãng giao lớn.
Do đó thì tôi thấy luôn cả một tiến trình Kyocera đang làm á, thì ban đầu là Kyocera chỉ là về decibel đúng không? Giao decibel là cho phần tiện thôi. Nhưng dần dần là Kyocera lấn qua bên phần phay, interface, và hiện tại đã mua lại các công ty về Enmil rồi, Sulit Enmil rồi, để mở rộng dần cái sản phẩm. Và có cả người ta nói thì có Rimmer nữa đúng không? Vậy thì Kyocera đang làm công việc là mình trở thành một hãng lớn. Vậy thì để Kyocera Việt Nam phát triển như vậy á, cái nền tảng nào để Kyocera dẫn dắt Kyocera phát triển hướng đó? Anh ý tôi nói là anh muốn nói, anh hãy nói về cái nền tảng văn hóa, con người, hệ thống và cái chiến lược Kyocera đi của tập đoàn Kyocera. Vâng, cảm ơn anh. Thì đầu tiên cũng chia sẻ với anh về cái văn hóa của Kyocera. Là Kyocera luôn luôn dựa vào cái tôn chỉ là kính thiên ái nhân. Đây là một cái kim chỉ nam mà ngài Dr. Inamori đã đưa cho Kyocera, và tất cả mọi thứ để dựa trên cái yếu tố con người, và vạn vật là luôn tuân theo cái quy luật của tạo hóa. Về cái định hướng phát triển của Kyocera thì luôn luôn là tạo ra những cái giá trị mới dựa trên sự kết hợp và hợp tác hỗ trợ toàn cầu. Về con người ở bên Kyocera thì Kyocera Dr. Inamori có là cái là một người có tầm ảnh hưởng rất chừng là lớn, một người dẫn dắt diễn thuyết rất chừng là nổi tiếng của Nhật Bản, thì có sáng lập ra cái hệ thống Amoeba. Chúng Amoeba. Thì đây là một cái hệ thống, tức là chia nhỏ các cái hệ thống quản lý ra. Mỗi cái nhóm sẽ đâu đó khoảng là 10 đến 20 người. Thì những cái nhóm này sẽ tự quản lý, tự lên kế hoạch, lập kế hoạch và tự quản lý. Tức là management by own. Tất cả mọi thứ đều quản lý để nâng cao cái hiệu quả, nâng cao cái lợi nhuận lên. Với mức phát triển hiện tại là 2 con số và chiếm lĩnh thị phường 25%, đây là con số hoàn toàn rất ấn tượng. Vậy Kyocera Việt Nam đã làm gì để đạt được điều đó? Thì Kyocera là luôn luôn á, bên nhà máy luôn luôn là mở rộng những cái giải sản phẩm của mình, luôn luôn nghiên cứu để phát triển ra những cái dòng sản phẩm mới, những lớp phủ mới giúp cho tăng năng suất và giảm cái chi phí trong gia công. Ngoài ra thì Kyocera có thể là hỗ trợ khách hàng đưa ra những cái giải pháp để xử lý những cái sự cố để đạt được cái tuổi bền cao nhất, cũng như là gia công ra sản phẩm tốt nhất. Trong cái trường hợp mà một số trường hợp khách hàng thì Kyocera luôn luôn cung cấp những cái mẫu free để cho khách hàng test thay thế hoặc là thay tăng cái năng suất, giảm cái chi phí trong gia công. Về cái đội ngũ kỹ thuật của Kyocera thì luôn luôn hỗ trợ cho tất cả những cái nhà phân phối và khách hàng, nếu như có nhu cầu Kyocera luôn luôn là training, update về những cái kỹ thuật của Kyocera, cũng như là giúp cho khách hàng hiểu hơn về Kyocera, cho khách hàng có thể là tự động cải tiến được trong nhà máy để giảm cái chi phí gia công cũng như là tăng năng suất máy. Điều đó có nghĩa là before sale, tức là trước khi bán hàng đó, là bên anh hỗ trợ về tư vấn, chọn giao cụ, lên tool layout, sau đó cho điều kiện gia công và tính toán thì cầu tông để ra server thai. Vậy thì đi từ chỗ là cho khách hàng ra được luôn cái productivity luôn đó, đúng không? Vậy ha? Vì bước kế tiếp là cho sản phẩm free để chạy thử, để xem đánh giá là cái tư vấn đó có phù hợp hay không. Và sau khi after sale có nghĩa là mình sẽ troubleshooting, nếu bất cứ thứ gì sau này vận hành có gì là xảy ra thì mình có thể hỗ trợ khách hàng đưa ra các giải pháp, đưa ra các cái điều kiện gia công mới. Vậy và bên cạnh đó thì Kyocera hỗ trợ bằng các phương pháp nữa là training khách hàng, training nhà đại lý để và luôn luôn túc trực gần như 24/7 ha. Vâng. 24/7. Không vậy để cho thỏa mãn cái những cái nhu cầu khách hàng mang tính cạnh tranh cao. Vậy thì về giá sao anh? Thì nếu như mà xét về cái khía cạnh giá thì Kyocera khoảng 10 năm trở lại đây vẫn giữ nguyên cái giá như hiện tại. Tuyệt vời. Nhưng mà như này, khách hàng luôn luôn nghĩ về câu chuyện giá. Anh đồng ý không? Vâng. Luôn luôn về giá. Lúc nào cũng nói về giá. Giá anh so với cái đối thủ khác như nào? Chẳng hạn họ so với giao Đài Loan, so với giao của Hàn Quốc, so với giao, thậm chí giao Trung Quốc, và họ luôn luôn về giá. Thì cách nhìn anh về thế nào về câu chuyện này? Nói về giá nó sẽ có hai cái khía cạnh. Đầu tiên á là price, hai là cost. Nếu price thì mình cái nhìn trực diện, tức là khi mình nhìn vào cái sản phẩm A với cái giá là chẳng hạn là 10 đồng, sản phẩm B là 12 đồng thì mình nhìn thấy sẽ là A nó rẻ hơn. Tuy nhiên á thì giá thành luôn luôn đi đôi với chất lượng. Và cái vấn đề thứ hai mình quan tâm đến là cost,
tức là cost per part đơn vị chi phí gia công trên một sản phẩm. Đơn vị sản phẩm. Vâng, đó là cái vấn đề then chốt để tạo ra lợi nhuận cho khách hàng. Như làm sao để mình truyền tải cái thông điệp cho khách hàng biết là nếu anh dùng cái sản phẩm của tôi, giá có thể nó cao hơn, mình có thể thao hơn hàng bên Đài Loan hay Trung Quốc gì đó, nhưng mà cho khách hàng thấy là họ nhìn vô thấy là giá giá anh sao cao hơn bên này. Nhưng làm sao có khách hàng biết là cuối cùng là họ dùng sản phẩm của mình thì cuối cùng là tiết kiệm hơn, chi phí thấp hơn so với dùng cái hàng của Đài Loan hoặc Trung Quốc. Cho anh đó là niềm tin này. Niềm tin. Mình truyền những cái niềm tin, cái sản phẩm của mình. Nhưng ví dụ phải được chứng minh chứ. Thì tất con số 25% đã chứng minh điều đó. 25% chứng minh đó. Nhưng mà thật ra thì bên công ty của chúng tôi phân phối cho hãng Kyocera đã 12 năm nay rồi. Thì rõ ràng một điều rằng là như anh Trình nói, chắc chắn đó là niềm tin. Thật sự là niềm tin. Bởi lẽ là Kyocera đã cam kết trong 10 năm qua không tăng giá. Để làm sao họ làm được điều này thì rõ ràng Kyocera đã nỗ lực hết mức, luôn luôn ra sản phẩm mới. Theo làm việc với tôi với hãng thì trong suốt quãng thời gian qua thì Kyocera có ra lớp phủ mới liên tục, ra sản phẩm liên tục và dựa trên cạnh tranh case by case, là cạnh tranh từng sản phẩm với từng sản phẩm. Chẳng hạn như con là LOMU đúng không? Vâng. Con là WM. Có WM. Vâng. Và gần đây nhất là con KDA hoặc là mấy như vậy. KDA chứ. KDA và như vậy. Thì luôn luôn là Kyocera dẫn đầu lên giữa trường Kaizen cải tiến. Đúng như Kaizen cải tiến. Và giữ trong những lúc khó khăn nhất Kyocera vẫn giữ giá không đổi. Đó là tính cạnh tranh về giá so với mặt hàng trong những hãng khác hàng giá. Và bên cạnh đó thì anh rõ ràng Kyocera đã mở văn phòng từ Việt Nam và cả Bắc cả Nam luôn. Vâng. Và có những người anh em phục vụ về kỹ thuật, và anh Trình là người dẫn dắt cái đội của kỹ thuật đó để cho hỗ trợ khách hàng luôn luôn in time, đúng không? Vâng. Luôn đúng lúc. Tại vì trong kinh doanh chúng ta không phải lúc xúc làm xuất hiện hết, mà chúng ta xuất hiện đúng lúc và hiệu quả là điều cần thiết, đúng không? Vâng. Cảm ơn anh. Dạ. Vậy thì vừa rồi á, mình có tham dự cái run meeting của Kyocera tại trên toàn cầu. Thì cái Kyocera đưa ra mục tiêu đó sạch và xanh, đúng không? Vâng. Anh có thể nói ít về cái câu chuyện này không? Nó ảnh hưởng gì đến Cotton Tool? Và Cotton Tool đã gây được, để mang được cái điều gì, để mang lại cái làm được điều gì để mang lại cái mục tiêu là sạch và xanh này? Như anh biết á, thì để gia công được một sản phẩm thì tất cả những các máy móc là phải hoạt động, bao gồm các cái máy móc hoạt động thì sẽ sử dụng đến điện, sử dụng đến dầu, sử dụng đến dụng cụ cắt gọt. Thì nếu như mà mình mà làm sao để giảm được cái thời gian gia công, tăng năng suất máy và cái khả năng mà hoạt động, thời gian sử dụng máy nó ít đi, thì đó là một cái điều để mà có thể là giúp việc mà bảo vệ môi trường tốt hơn. Bảo vệ môi trường tốt hơn có nghĩa là anh dừng ít hoạt động ít máy lại. Vâng. Mà nếu thời gian hoạt động ít máy lại á, thì là có nghĩa là volatility không đổi là giảm chứ. Nhưng tại sao là duy trì và tăng? Điều đó đó là cái Kyocera luôn luôn á, là suy nghĩ và cải tiến ra những cái sản phẩm làm sao có thể là gia công với cái tốc độ nhanh nhất và tuổi bền cao nhất. Qua đó thì mình sẽ tăng được năng suất máy và giảm được cái thời gian gia công ấy. Có khi là hai, nâng cao performance lên. Vâng. Dạ. Và kéo dài tuổi life ra. Vâng. Anh có thể giải thích cho khán thính giả biết thế nào là high performance không? Thưa anh, thì về cái high performance tức là cái dòng sản phẩm của mình gia công được một cái tốc độ cao, gia công trong một cái khoảng thời gian gia công được nhiều sản phẩm mà vẫn đảm bảo là những cái sản phẩm đó đảm bảo về cái chất lượng tốt nhất và cái tuổi bền cao nhất. Chất lượng tốt có nghĩa là sản phẩm ra hoàn thiện. Vâng. Trong suốt tuổi thọ của nó. Vâng. Dạ. Vẫn giữ được chất lượng. Vâng. Sự ổn định. Okay. Trong gia công. Dạ. Với 3 năm đại dịch vừa rồi thì anh cũng thấy đó, thế giới thay đổi nó rất là nhiều. Thì người ta hiện tại bây giờ sản xuất tránh phụ thuộc vào yếu tố con người, đúng không? Vâng. Và người ta để tự động hóa, unmanned, và đưa chẩn đoán trước. Thì vấn đề ở đây là ta cần những con dao cụ cắt gọt có độ bền cao, độ tin cậy cao, mình gọi là reliability, tin cậy cao. Thì với Kyocera mình có giải pháp nào này cho cái giải pháp nào cho cái xu hướng này không anh? Kyocera thì luôn luôn là đã đón đầu được cái xu hướng, tức là trong những cái sản phẩm mà muốn để luôn luôn chế tạo ra những cái sản phẩm mà có cái tuổi bền cao nhất để cho giảm cái tần số thay thế công cụ, và cái sản phẩm đó thì đảm bảo là cái từ lúc mà bắt đầu thay dao đến lúc mà kết thúc cái chu kỳ nó ổn định cao nhất.
Tại vì trong gia công sản xuất hàng loạt á, người ta cần là tại sao hay lúc đó sản xuất loạt là gia công phải cần độ phân tán thấp, độ ổn định cao. Độ ổn định cao. Đấy, mình tạm gọi là reliability á, độ ổn định thấp thật là cao. Và nếu mà một sản phẩm gia công không có độ ổn định cao thì mình có thể xem lại 4 MD đúng không? Machine và phương pháp gia công là vậy thôi. Vậy thì mình buộc phải thiết kế những loại dao có độ tinh thể cao. Vâng. Tuổi cao có nghĩa là nó gia công suốt cả quá trình rất ổn định đến khi tuổi thọ là giảm và mình phải thay thế thôi. Và người ta phải thấy biết được fit được cái thời gian đó khi nào thay thế. Như vậy thì anh có thể đưa ra một cái sản phẩm cụ thể mà Kyocera đã làm được và hiện tại đang thị trường chấp nhận nó ở mức tinh thể rất tốt. Vâng, anh có thể thấy đây là một cái dòng sản phẩm mới của Kyocera được chế tạo bắt đầu tung ra thị trường từ cuối năm 2020. Cuối năm 2020, vậy là trong dịch luôn ha. Vâng, dạ, đúng là lúc đấy đang dịch. Tuy nhiên thì Kyocera cũng vẫn cứ luôn luôn là cải tiến và thay đổi mình để tạo ra những cái sản phẩm tốt nhất mang đến cho khách hàng. Vâng, thì sản phẩm này nó cái dòng khoan carbide của Kyocera. Thì cái này là có công ty con của SGS hay của Kyocera Nhật Bản anh? Như giới thiệu với anh ở cái lúc đầu, SGS được sản xuất ở bên Anh và bên Mỹ. Tuy nhiên cái dòng sản phẩm này thì Kyocera phát triển và nhà máy được đặt ở bên Trung Quốc để giảm cái giá thành cho sản phẩm. Labor cost. Vâng. Nhưng mà nguyên liệu là của Trung Quốc? Không anh, cái nguyên liệu của Kyocera trên toàn cầu này được một cái nguồn nguyên liệu rất chừng là tốt từ trước, đảm bảo từ trước đến giờ. Vâng. Dạ. Mình trước khi mà SGS về với Kyocera là mình là đại lý nhà phân phối duy nhất của SGS tại Việt Nam. Đấy, thì SGS có hai cái dòng sản phẩm, một là deburring là sản phẩm cho mài gà làm nguội, và sản phẩm thứ hai là sản phẩm cho Emil, Sulit Emil. Thì SGS là hãng của Mỹ đúng không? Hãng của Mỹ sau này bán lại cho Kyocera. Vâng. Hãng của Mỹ. Dạ dạ. Thì SGS là một cái hãng của Mỹ mà chuyên sản xuất những cái dòng Sonic Enmil và Sonic The Real, cung cấp chủ yếu cho các cái ngành ô tô xe máy và đặc biệt là ngành hàng không vũ trụ. Rất là chức năng mạnh. Nếu như mà anh có thể đánh cái từ khóa trên Google thì ra rất chức năng nhiều anh. Đặc biệt mình nhớ SGS có một cái lớp phủ chuyên cho cái sản phẩm độ cứng cao và sản phẩm chịu nhiệt độ cao. Về cái dòng SGS thì cái dải sản phẩm rất chính là rộng anh. Em có thể là gia công và sắt thép carbon inox, rồi là gang, rồi kể cả đến cái non ferrous, đồng nhôm và composite. Cái dải sản phẩm rất chính là rộng mà bao gồm các cái lớp phủ tenamid A, tenamid X, tenamid M và diamond. Đó. Thì bên cạnh đó thì Kyocera cũng phát triển ra cái dòng sản phẩm này với một cái lớp phủ được nghiên cứu mới là nhôm chrome. Vâng. Với cái lớp phủ này thì màu đồng ha. Vâng, dạ vâng, màu đồng. Trong dòng của các gọt á, mình có 4 yếu tố đúng không? Thứ nhất là nguyên liệu. Thứ hai đó là thiêu kết. Tại vì kết đó có là mình thiêu kết là mình luyện nhiệt á. Thứ ba đó là cái hình học. Tạo dáng, tạo hình học, và cuối cùng đó là lớp phủ. Vậy thì cái KDA này á thì cái thế mạnh nó là gì anh? Cái đặc trưng của nó mà mình lấy cái đó là cái yếu tố cạnh tranh, so với đối thủ cạnh tranh của mình. Như anh biết á, cái em vừa mới nói là cái dòng này đây được sẽ về cái chất lượng thì nó sẽ ảnh hưởng đến hai cái yếu tố. Một á là về cái design, tức là về cái phần thiết kế. Hai á là về phần công nghệ. Về cái phần công nghệ của Kyocera thì về phần tất cả từ thiêu kết đến tạo hình này á, thì được quy chuẩn từ bên Mỹ, bên Nhật và Trung Quốc, tất cả theo một cái quy chuẩn nhất định. Và về cái phần thiết kế hình học này á, thì khi với cái góc ở bên trên đầu này 140 độ, 140 độ ha. Vâng, 140 độ để khi mà gia công thì nó không có cái lực xiên và đảm bảo được cái độ cứng vững. Vâng. Cái thứ hai là về cái góc helix này, cái góc thoát foil thì được thiết kế biến thiên dao động từ 22 đến 32 độ, đảm bảo cho cái foil ra nó khả năng thoát rất chừng là tốt. Cái con về mũi, đây là mũi khoan đúng không? Vâng. Mũi khoan thì chức năng nó đâm xuyên. Dạ. Vậy thì đâm xuyên thì nhưng mà khi anh thiết kế cái góc độ nó lớn hơn như vậy á, là cái lực là cản cái lực đâm xuyên nó lại giảm đi. Vậy thì tại sao mình lại chọn nó?
anh cũng biết với cái phần thiết kế lưỡi cắt ở đây rất chừng là sắc bén, rất chừng là sắc bén, nên là khi mà gia công thì cái gắt pho, tức là cái lực đẩy nó sẽ giảm đi rất chừng là nhiều. Thông thường thì cái góc ở trên đây càng lớn thì cái lực đẩy phản lực gắt pho nó càng lớn. Tuy nhiên là cái lưỡi cắt của mình thiết kế rất chừng là sắc bén, đảm bảo được là khi mà cắt thì nó giảm thiểu cái lực. Nhưng mà vậy thì cái con này mình ưu tiên về tốc độ hay là in fit? Thưa anh, cái này thì Kyocera nghiên cứu để đảm bảo và vẫn gia công được một cái tốc độ ở cái tốc độ trung bình. Tuy nhiên là cái in fit của mình được tăng lên, để qua đó thì vẫn đảm bảo được cái khả năng thoát phôi cũng như là cái tuổi bền nó sẽ tăng. Vâng. Vậy là mình giới hạn ở một tốc độ nhất định, vâng, nhưng mình tăng in fit lên. Vâng, tăng in fit. Nhưng mà khi tăng in fit lên vậy thì có nghĩa cái phôi nó dày hơn, cứng hơn. Vâng. Vậy thì giải pháp nào cho cái điều này để thoát phôi tốt? Đó là cái lý do tại làm sao em mới nói với anh là cái phần về góc helix này, góc xoắn này á, nó biến thiên dao động từ 22 đến 32 độ. Đó là có cái khả năng cho mình thoát phôi tốt hơn. Nhưng mà vậy thì cái bọc thịt đó, cái khoang thoát phôi mình có nới rộng ra không hay là vẫn vậy? Về cái dòng sản phẩm này á, thay vì những cái một số những cái maker khác người ta thiết kế cái phần pocket này, phần cái rãnh này nó cái dạng cung tròn. Tuy nhiên Kyocera thì kéo theo cái hướng ngang, vẫn đảm bảo được cái khoảng trống để cho thoát phôi. Tuy nhiên thì kéo theo hướng ngang thì cái phần mà nõi của cái sản phẩm này, cái co này nó vẫn đảm bảo được cái độ lớn và đảm bảo độ cứng vững, nên là mình có thể là tăng cái in fit lên. Trong mũi khoang thì cái vấn đề là mình cần cái định tâm trước khi khoan đó. Tại vì nó khi khoan thì như vậy là có hai vấn đề, một là cái thành lỗ, hai là cái độ thẳng của lỗ. Dạ, độ đồng trục. Độ đồng trục đó. Vậy thì mình làm sao để khắc phục được hai việc này, là mình không cần là khoan mồi, không cần center reel, mà vẫn đi vô được. Thứ hai nữa là lỗ khoan vẫn thẳng với bộ infit cao. Tại vì anh thấy infit cao là lỗ khoan rất dễ bị xin. Vậy thì Kyocera giải quyết vấn đề này như thế nào để cho con KDA này? Thì như anh biết là cái phần bên đây là được thiết kế tương đối là sắc bén, đảm bảo cho cái cutting for, tức là cái lực đó nó nhỏ nhất. Cộng với phần thiết kế của mũi khoan này, Kyocera thiết kế là nó sẽ côn theo cái hướng đầu trên đây lớn và bên dưới đây nhỏ, nó nhỏ hơn. Thì khi gia công, cái lề cắt nó không có cạ vào thành lỗ, đảm bảo được cái lỗ luôn luôn là sáng bóng và không có bị những cái vết xước do những cái thành ở trên đây nó tạo ra. Vậy thì với cái dòng sản phẩm này á, thì anh có thể nói về cái giải của nó không? Nó về giải đường kính đi, giải đường kính nào? Và thứ hai nữa là cái nguyên vật liệu nào, cái ngành công nghiệp nào thì có thể áp dụng cái mũi khoan này là phù hợp? Về cái dòng sản phẩm khoan KDA này á, thì cái giải đường kính là bắt đầu từ phi 3 đến phi 16. Bước giải sẽ là 0.1 mm. Vâng. Bao nhiêu D anh? Dạ, cái này thì sẽ có hai loại, là một là 3D và 3D, hai là 5D. Và 5D. Vâng. Để đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường cũng như là loại phổ biến ha. Vâng, cái loại phổ biến thì sẽ có một cái loại là không có túi nguội, không có cái lỗ túi nguội xuyên tâm, và một cái loại là có lỗ túi nguội xuyên tâm. Làm sao mình phân biệt được là trên cái mình cầm sản phẩm biết là nó là có túi nguội hay không túi nguội? Ở cái cuối cái đuôi của sản phẩm này á, mọi người khi mà nhìn vào đây mọi người sẽ thấy được, nếu như mà cái chữ cuối cùng này là chữ N, tức là no colon. Còn là chữ C đấy là colon hole. Vâng. Đó thì nó sẽ có ký hiệu ở đây, thì mình sẽ thấy được. Về cái dòng sản phẩm, nếu như cái dòng mà N thì nó thiên về cái cốt, tức là cốt đao, để cho dành cho những cái máy phổ thông không có cái túi nguội xuyên tâm. Còn những cái dòng mà có cái lỗ túi nguội ở đây thì dành cho những cái máy độ chính xác cao và có cái túi nguội xuyên tâm, mình có thể tăng được cái in fit lên rất là cao và tuổi bền vẫn đảm bảo được tốt này. Dạ. Về cái ứng dụng này cho công cái ngành công nghiệp nào thì mình sử dụng nhiều không? Hay là tất cả luôn? Khi mình nói về nguyên liệu á. Vâng. Nếu về nguyên liệu thì thông thường anh biết là ở hầu hết những bất kỳ một nhà máy nào cũng đều có những cái công đoạn, có những máy để sử dụng cái công đoạn khoan. Và cái dòng sản phẩm này thì ứng dụng cho tất cả những cái vật liệu, ví dụ như thép carbon, inox và gang, gia công tất cả những gang, cái vật liệu đấy. Cũng được luôn, vâng, dạ. Yeah. Vâng. Hồi nãy giờ nói cái về con KDA thì cũng rất là thú vị đó, tôi thấy đó. Tại vì mình đã làm cho mình phân phối SS khá lâu. Thì SGS là họ thiên về hình học, thiết kế hình học rất là tốt. Chẳng hạn như họ có những con dao dao khoan và dao anvil cũng vậy. Khi quay tốc độ cao nó anti-vibration, không có chattery. Đó là một cái đặc trưng, và đặc biệt là lớp phủ. Vậy anh có thể nói rõ hơn về lớp phủ này không? Lớp phủ của con KDA này. Vâng.
Thì cái dòng KDA này được phủ nên nó là bực phủ với công nghệ PVD, phủ dạng vật lý á, của PVD. Và cái lớp phủ nó bao gồm là nhôm chrome. Với cái lớp phủ này, cái độ cứng á, là khoảng 3600 HV và nhiệt độ oxy hóa là khoảng 1100 độ C, giúp cho cái sản phẩm nhiệt độ oxy hóa 1100 độ C giúp cho cái sản phẩm á, là tăng được cái khả năng mài mòn và cái tuổi bền của nó. Chống mài mòn, vâng, chống mài mòn. Đúng, tăng khả năng cái chống mài mòn và cái tuổi bền của nó được tăng lên rất chừng là nhiều và đảm bảo cái sản phẩm á, tính ổn định của sản phẩm từ đầu đến cuối chu kỳ rất chừng là tốt. Cái lớp phủ độ dày bao nhiêu anh? Về thông thường về cái độ dày lớp phủ PVD á, phủ vật lý thì nó dao động đâu đó là khoảng từ 1 đến 4 micromet đấy. Vâng, đảm bảo cái độ chính xác rất là cao. Bình thường như dạ. Thông thường như các khác. Dạ, dạ vâng đúng rồi. Rồi. Vậy thì hiện tại thì thị trường chấp nhận cái này như sao anh? Và nó chạy từ 2020 tới nay ha. 2020 này cũng thời gian cũng không có dài. Dạ. Năm 2020 cũng không có dài tại vì anh ra cuối năm 2020 mà. Vậy, vậy thì theo anh thấy thì cái phản hồi thị trường với con này như thế nào? Cái dòng sản phẩm Okusira ra cách đây là khoảng 2 năm rồi. Nó cũng trùng với lại cái thời gian mà dịch bệnh ra. Tuy nhiên nó cũng cái ảnh hưởng rất là nhiều đến cái sự mà phát triển cái dòng sản phẩm này. Tuy nhiên là qua những cái một cái khoảng thời gian cũng khá dài và Okusira cũng đã cung cấp tất cả những cái mẫu này test ở khách hàng và nhận được cái sự phản hồi rất là tốt từ khách hàng, là có thể là giúp cho khách hàng tăng được cái tuổi bền, giảm được cái thời gian gia công, và hiện tại thì cái doanh số sản phẩm này cũng đang tương đối là cao. Là cao. Vâng, dạ. Tại vì cái câu chuyện của mình đang nói hôm nay là câu chuyện đó là tối là giảm là tăng performance, là tăng cái năng suất và giảm cái chi phí. Thì cái mục tiêu của cái này làm được chưa đó không? Chắc chắn là được ấy. Vâng. Anh có thể nói cụ thể một cái case study nào để nói về câu chuyện là success story hoặc là case study nào cụ thể trên cái sản phẩm này mà đã chạy tại Việt Nam á? Nhân đây thì cũng chia sẻ với anh Hưng, với tất cả mọi người một số những case study, cái dòng quan KDA mà Kyocera thực hiện trong cái thời gian vừa qua. Thì trên màn hình mọi người sẽ thấy đây là một cái case study của Kyocera với cái mục đích, cái mục tiêu của khách hàng là cải thiện cái hiệu suất cộng với lại tuổi thọ. Đây là một cái sản phẩm ở trong cái ngành gia công chi tiết máy và khách hàng gia công ở trên cái máy tiện CNC. Cái vật liệu của mình là SUG2. Hiện tại khách hàng gia công cái mũi khoan của đối thủ ô, tôi xin phép được giấu tên cái đối thủ này. Cái này ở Việt Nam hả? Không anh, cái nhà máy này ở Việt Nam. Thế tuy nhiên thì cái dòng sản phẩm này nó là đến từ Nhật Bản này. Vâng. Thì hiện tại là khách hàng đang dùng cái mũi khoan 11.1 với cái lớp phủ là TIAON. Phủ này được phủ cái dạng microgain. Và khách hàng đang gia công với cái vận tốc cắt là VC là 40 m/s. Cái bước tiến là 0.08 mm trên một vòng. Cái AP là 36 mm với cái công nghệ là túi nguội ngoài. Túi nguội ngoài tức là không có cái túi nguội xuyên tâm. Sau khi gia công á, thì cái kết quả tuổi bền của đối thủ là 800 sản phẩm trên một cái mũi khoan. Thì khi Kyocera tư vấn cho khách hàng cái dòng mũi khoan á, là 11.1, cái dòng khoan KDA này, thì cái chế độ cắt được tăng lên là VC lên 50 m/s, bước tiến là 0.2 mm trên vòng. Và cái này cũng tưới nguội ngoài. Tuy nhiên thì với cái công nghệ phủ của Kyocera cũng như thiết kế độc đáo thì cái tuổi bền đã tăng lên thành 1280 sản phẩm trên một mũi khoan. Thì kết quả đạt được đã nâng được cái hiệu suất lên là 150% nhờ cái việc mà tăng bước tiến infeed lên từ 0.08 lên là 0.2 mm, và cái tuổi bền được tăng lên là 60%, tăng từ 800 lên 1280 sản phẩm. Kế đến thì chia sẻ cùng với này anh với tất cả mọi người một cái case study mới được thực hiện ở những khách hàng ô tô và xe máy. Đây là một cái tên sản phẩm là Brick Pump, cái thắng. Thì cái khách hàng đang gia công ở trên cái máy khoan trung tâm với cái bầu kẹp là BT40, vật liệu là S25C đúc nóng, và với cái mục tiêu khách hàng đưa ra là nâng cao cái tuổi thọ của dao. Hiện tại khách hàng đang gia công cái mũi khoan của đối thủ M cũng đến từ Nhật Bản. Với cái đường kính là 11.4 mm, lớp phủ là ALTAN, lớp phủ Super Microgain. Hiện tại khách hàng đã gia công với cái chế độ cắt là VC 70 m/s, bước tiến là 0.18 mm trên vòng, cái chiều sâu là 23 mm và túi nguội ngoài. Sau khi mà khách hàng gia công, cái tuổi thọ hiện tại đang là 1276 sản phẩm, bao gồm cả mũi mới và mũi mài lại.
Sau khi Kyocera tư vấn và thực hiện cái việc test này, đội ngũ Kyocera thực hiện việc test với khách hàng ở trong nhà máy, thì cái chế độ gia công về cái VC là vẫn giữ nguyên tương tự như của khách hàng đã hiện tại là 70 m trên phút. Bước tiến đó, được tăng lên từ 0.18 thành 0.23 mm trên vòng, vẫn là cái dòng tứ ngoại ngoài. Tuy nhiên đó, thì với cái lớp phủ nhôm chrome cộng với thiết kế vượt trội của Kyocera, đội bền đã được tăng lên thành 3812 sản phẩm, bao gồm cả mũi mài lại nữa. Và cũng xin chia sẻ với lại anh Hưng và mọi người là về cái dòng sản phẩm khoan KDA này, sau khi mà khách hàng sử dụng mũi mới rồi, khách hàng có thể là mài lại modify cái góc độ tương tự như cái Kyocera đã thiết kế là 140 độ, thì cái tuổi bền có thể tiệm cận ở cái mức là 85-90% so với cái lớp phủ mới. Nhưng mà khi mài lại lớp phủ là ở đây đâu phủ được ta? Khách hàng có thể tự mài lại ở trong nhà máy. Tuy nhiên là với cái công nghệ thiêu kết và cái carbon tương đối tốt của Kyocera nên là tuổi bền nó vẫn đảm bảo được. Làm mài lại không phủ, không phủ, không cần phủ cũng có thể đảm bảo được. Với điều kiện là modify lại cái góc tương tự giống như của. Nhưng hồi nãy anh có nói là do đây là một cái variable helix, có nghĩa là cái góc xoắn thay đổi. Góc xoắn khả năng thay đổi. Vậy thì mình được phép mài lại bao nhiêu lần? Trên thực tế là cái dòng khoan này của KDA của Kyocera được thiết kế cái phần nghiêng góc côn của nó khoảng là 0.1 mm trên khoảng là 100 mm ở trên cái chiều dài, tổng chiều dài thân. Và cái dòng khoan này được thiết kế với cái dung size dương M7 nên là đảm bảo mình có thể là mài lại nhiều lần. Và cái côn này nên là mình không có nhất thiết là phải đảm bảo là cái lề cắt này thật sự là sắc bén, mà chỉ là cần cái góc mài ở lưỡi cắt, ở phần lưỡi cắt chính này thôi. Vâng, sự cắt. Dạ. Đó là cái key point để có thể tăng được cái tuổi bền và tăng được cái khả năng mà mình thoát phôi cho khách hàng. Vâng. Như khi khách hàng sử dụng con này về mài lại, reshap thì họ đánh giá như thế nào anh? So với đối thủ cạnh tranh? So với những cái đối thủ cạnh tranh thì thông thường là những cái đối thủ cạnh tranh có đến những cái dòng mà carbide cũng có, HSS cũng có, thì thông thường đâu đó mũi mài lại sẽ dao động, cái tuổi bền dao động từ 50-70%. Một số những cái dòng mà high performance thì có thể đạt lên đến 90%. Tuy nhiên là Kyocera đây là một cái dòng sản phẩm cơ bản của Kyocera, nhưng mà vẫn đạt được về cái tuổi bền sau khi mài lại là tương tự như cái dòng high performance của một số những cái maker khác. Đây là một cụ thể là bao nhiêu phần trăm về cái tuổi bền thì có thể là tiệm cận ở mức là 85-90% so quá với tốt mới. 85-90 là quá tốt rồi. Dạ. Và không phụ. Vâng, không phụ. Dạ. Vậy thì chúng ta cũng đã đi đến cuối của cái buổi trò chuyện hôm nay rồi ha. Dạ. Và hôm nay thì chúng tôi đã đưa tới một cái chủ đề, đó là tăng năng suất và giảm chi phí. Thì rõ ràng là với một cái sản phẩm là KDA đến từ Kyocera thế này, và các bạn quý vị cũng thấy qua hai cái case study và success story như thế này, thì đó là một câu chuyện lớn về thay đổi hoàn toàn về cái chi phí giảm đi với mức đầu tư vừa phải, bằng cách cải tiến cái dao cụ cắt gọt dựa trên thiết kế hình học và vượt trội của lớp phủ. Thì theo phương châm là tối ưu hóa tối đa cái revenue và tối thiểu cái cost, thì đã mà đó là một phương châm mà Kyocera đã theo đuổi ngay từ cái giá trị cốt lõi của họ. Và trong 10 năm qua Kyocera vẫn không tăng giá, và chúng tôi đồng hành Kyocera cũng từ năm 2009 và chứng thực cái điều đó. Và Kyocera luôn hướng tới sự Kaizen để mang tới là chất lượng sản phẩm luôn tốt hơn ở mức giá phù hợp để chi phí trên từng sản phẩm sẽ được giảm. Và cuối cùng đó là thế mạnh Kyocera tại Việt Nam, đó là chăm sóc cái đội ngũ chăm sóc khách hàng và lực lượng nhà phân phối take care khách hàng rất tốt để có mang lại sự hài lòng ở khách hàng và giúp khách hàng có những giải pháp, có những cái sản phẩm và dịch vụ mà mang họ có sự hài lòng cao. Qua đó thì khách hàng có thể nâng cao được cái năng lực sản xuất và tính ổn định cao. Thì cảm ơn anh Tình đã hôm nay đã nhận lời tham gia buổi talk show này. Thì qua buổi talk show này thì cũng có một bức tranh rõ hơn về Kyocera, và cũng thật chi buồn với là tập đoàn Kyocera đã mất đi một cái người lãnh đạo, một người sáng lập rất tài tình và có ảnh hưởng của Nhật Bản, đó là ông Inamori Kazuo. Dạ, dạ, vâng. À, ông mất ngày 24 tháng 8 hả? Vâng, thì Dr. Inamori mới mất ngày 24 tháng 8 năm 2022.
Đây thực tế là cũng là một cái sự mất mát cực kỳ lớn đối với không chỉ riêng Kyocera mà cả với lại đất nước Nhật Bản nữa. Ông là những người một founder rất chừng là nổi tiếng và một người gọi là truyền cái cảm hứng và là một cái người nhà gọi là dẫn dắt rất chừng là tốt cho tất cả những cái thế hệ doanh nhân của Nhật Bản. Vâng. Khi chương trình của chúng tôi hôm nay thứ nhất là mang lại thông tin về một cái hãng giao cắt gọt nổi tiếng của Nhật Bản mà quý vị đã sử dụng bấy lâu nay tại thị trường Việt Nam và trên toàn thế giới. Thứ hai nữa là cũng mang tới một cái thông điệp và một lời tưởng niệm dành cho ngài Inamori Kazuo, là nhà sáng lập cũng là nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn của Nhật Bản trong lĩnh vực kinh doanh và phát triển. Và ngài Inamori cũng là một trong những người có cái đóng góp cho sự phát triển của các thế hệ trẻ về phát triển về trí tuệ và nhân cách. Thì với ngài Inamori, nhân cách của con người đó là năng lực cộng với là cái trí tuệ. Vâng. Đây cũng là cái thông điệp là mọi người cái cuốn sách này cũng rất chính là nổi tiếng của ông. Qua cái đây thì mọi người cũng sẽ học được rất chính là nhiều để phát triển bản thân của mình hơn nữa. Cũng cảm ơn anh Hưng với Hutcom hôm nay đã tạo ra một buổi talk show rất chính là ý nghĩa đối với lại Kyocera. Thì qua đây cũng mong muốn được đồng hành cùng với lại Hutcom và sẽ mang đến những cái cam kết là sẽ mang đến những cái dịch vụ tốt nhất, những cái sản phẩm tốt nhất đến tay khách hàng. Cảm ơn anh rất chính là nhiều. Cảm ơn anh tham gia chương trình. Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ. Rồi. Đến đây chương trình thì kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, xin chào.